Bảy diệu pháp. Lời Phật dạy: Một, vị thánh đệ tử có lòng tin, có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai, ngài là bậc 1. A-la-hán, 2. Chánh đẳng giác, 3. Minh hạnh túc, 4. Thiền thệ, 5. Thế gian giải, 6. Vô thượng sĩ, 7. Điều ngự trượng phu, 8. Thiên nhân sư, 9. Phật, 10. Thế tôn. 2. Vị này có lòng phàm, tự xấu hổ vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hổ vì thành tựu ác, bất thiện pháp. 3. Vị này có lòng quý, tự sợ hãi vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu ác, bất thiện pháp. 4. Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng, bằng lời, được trí suy tư, được chánh kiến thể nhập. 5. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, trừ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. 6. Vị ấy có niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. 7. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thánh thể nhập, đưa đến đoạn tận khổ đau. Này Mahanama, như vậy vị thánh đệ tử thành tựu bảy vi diệu pháp. Trung Bộ Kinh tập 2 trang 44. Chú giải: Bước vào đạo Phật, lòng tin là pháp môn đầu tiên để chúng ta dùng nó mà xung trận đánh dẹp giặc sinh tử luân hồi. Nếu thiếu lòng tin, tức là các bạn không có tinh thần chiến đấu. Trong đoạn kinh này, chúng ta còn thấy thiếu hai danh hiệu của Phật nữa là Như Lai và Ứng Cúng. Như vậy, Đức Phật có 12 danh hiệu, mỗi danh hiệu nói lên được đức hạnh và trí hạnh của Phật. Vì thế, lòng tin của chúng ta là tin nơi đức hạnh và trí hạnh của một bậc tu chứng, chứ không phải tin nơi thần thông pháp thuật hay ngồi thiền nhập định giỏi. Chúng ta nên đọc trở lại 12 danh hiệu Đức Phật và trí hạnh của Ngài để hiểu rõ ý nghĩa đạo đức của Phật giáo thật là cao thượng và tuyệt vời, nhưng vẫn ở trong tầm tay của mọi người, ai cũng có thể sống được đức hạnh này, chỉ cần có sự quyết tâm. Vị thánh đệ tử có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai, Ngài là bậc 1. Như Lai, 2. Ứng Cúng, 3. A-la-hán, 4. Chánh đẳng giác, 5. Minh hạnh túc, 6. Thiện thệ, 7. Thế gian giải, 8. Vô thượng sĩ, 9. Điều ngự trượng phu, 10. Thiên nhân sư, 11. Phật, 12. Thế tôn. Đạo Phật dạy chúng ta tin vào một sự có thật, đó là đức hạnh. Đức hạnh là hành động sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh hàng ngày của mỗi con người. Chúng tôi đã giải thích nghĩa lý đức hạnh của mỗi danh hiệu trong 12 danh hiệu này để các bạn thông suốt mà đặt trọn vẹn lòng tin với nền đạo đức nhân quả nhân bản của đạo Phật một cách sâu xa và không bị thối chuyển lòng tin ấy. Sau khi có được lòng tin thì chúng ta tập tu pháp thứ hai. Pháp thứ hai đó là phải tu tập tính xấu hổ. Một con người không biết xấu hổ là một con thú vật, các bạn ạ. Các bạn có thấy điều này không? Bởi vì làm người mà không tu tập xấu hổ thì sẽ lùi lại làm con thú vật. Nhờ có tính xấu hổ mà con người càng ngày càng tiến hóa trên mọi mặt. Xấu hổ có nhiều cách. 1. Nghèo thua kém người khác là xấu hổ.
2. Làm ăn thua người khác là xấu hổ. 3. Học hành không bằng bè bạn là xấu hổ. Những người biết xấu hổ là những con người biết vươn lên, biết làm cho tốt hơn, biết cố gắng học tập cho giỏi hơn, biết tự sửa mình, làm cho có đạo đức hơn. Cho nên, tính xấu hổ là một đạo đức cao đẹp giúp con người vượt ra khỏi loài thú vật. Ở đây, Đức Phật lấy pháp xấu hổ làm pháp tu tập sửa mình để thăng hoa đạo đức làm người. Cho nên Ngài dạy, vị này có lòng tàm, tự xấu hổ vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hổ vì thành tựu ác, bất thiện pháp. Bài pháp thứ hai này, Đức Phật dạy chúng ta nên tự xấu hổ với những hành động ác, tức là hành động của thân làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Ví dụ một, khi chúng ta lấy tay, chân hay gậy, đá, đánh người hoặc chó, gà, heo, dê, lừa, ngựa, bò, trâu, v.v. làm cho chúng đau khổ hay đến chết, thì chúng ta nên tự xấu hổ vì những hành động độc ác đó. Hành động ác đó không phải là hành động của một con người thật người. Hành động như vậy là hành động của một con thú vật. Ta là con người thì ta phải xấu hổ với những hành động không xứng đáng là con người. Con người là con người thì còn không làm khổ thú vật, huống là làm khổ con người. Phải không các bạn? Cho nên Đức Phật dạy, từ xấu hổ vì thân ác hạnh, xấu hổ vì hạnh ác của thân. Người biết xấu hổ với hành động ác là người biết chừa bỏ, không hề tái phạm lại những hành động ác đó nữa. Người ấy sẽ trở thành người tốt, người ra khỏi ác pháp. Người ra khỏi ác pháp là người giải thoát mọi khổ đau. Người giải thoát mọi khổ đau là người làm chủ nhân quả, hay nói cách khác là người không làm khổ mình, khổ người và tất cả chúng sanh. Cho nên pháp môn tu tập xấu hổ trong mọi hành động thân ác hạnh là để ngăn và diệt ác pháp một cách tuyệt vời. Khi chúng ta biết xấu hổ với thân ác hạnh của mình, thì chúng ta cũng biết xấu hổ với khẩu ác hạnh của mình. Vậy khẩu ác hạnh là gì? Khẩu ác hạnh là lời nói ác, lời nói hung dữ. Khẩu ác hạnh còn có nghĩa là ăn, uống, hút, chích vào thân những thực phẩm độc ác như tiết canh, ốc khỉ, rượu, thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, xì ke, ma túy, v.v. Cho nên, khẩu ác hạnh có hai phần. Phần 1, khẩu ác hạnh về lời nói. Phần 2, khẩu ác hạnh về ăn, uống, hút, chích. 1. Khẩu ác hạnh về lời nói có 8. 1. Lời nói dối. 2. Lời nói hung dữ. 3. Lời nói xấu người. 4. Lời nói vu khống người. 5. Lời nói thêm bớt, lời nói thêu dệt. 6. Lời nói lật lọng. 7. Lời nói mỉa mai. 8. Lời nói móc họng. 2. Khẩu ác hạnh về ăn uống có 4. 1. Ăn thịt chúng sanh. 2. Ăn những chất độc vào thân. 3. Uống rượu, uống máu tươi. 4. Hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện. Ví dụ 2, hàng ngày các bạn đều ăn thịt chúng sanh, thì các bạn phải khởi tâm từ xấu hổ và tư duy rằng mình là con người là một con vật thông minh nhất trong các loài vật. Vậy cớ sao ta lại hung ác, nỡ tâm ăn thịt chúng sanh khi mọi loài vật đều muốn sống, sợ chết, sợ đau khổ như nhau? Thế sao ta lại ỷ mạnh, thông minh, lại bắt giết chúng ăn thịt? Thật là vô đạo đức. Trên đời này, một người vô đạo đức là một con thú vật, chứ không phải là con người nữa. Người biết xấu hổ là người biết dừng những hành động ác, phải không hỡi các bạn? Người không biết xấu hổ với khẩu ác hạnh của mình là người càng làm ác hơn. Càng làm ác thì tội khổ càng nhiều hơn. Cho nên, xấu hổ là pháp môn ngăn ác và diệt ác pháp tuyệt vời. Vậy các bạn hãy nên tu tập tính biết xấu hổ từng hành động, việc làm của các bạn, thì các bạn sẽ tìm thấy được chân hạnh phúc.
ăn những chất độc vào thân, uống rượu, hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, vân vân. Những hành động ăn uống hút này tự làm khổ thân mình mà không biết. Nhưng khi đã biết đó là khẩu ác hạnh thì phải tự biết xấu hổ. Nếu không biết xấu hổ là không phải con người. Người biết xấu hổ mới chính là con người, như trên đã nói. Có phải vậy không các bạn? Pháp môn thứ ba là phải tu tập tính sợ hãi tội lỗi do thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh của mình. Chính ba hành động ác này mang đến cho chúng ta một đời sống khổ đau và đầy phiền não. Vì có sự sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt do thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, thì chúng ta mới ngăn chặn và diệt chúng. Vì thế, chúng ta sẽ không phạm vào những lỗi lầm lớn. Xét thấy tính sợ hãi các lỗi lầm nhỏ nhặt là một điều lợi ích rất lớn cho cuộc sống của mỗi người. Nó có tầm quan trọng như vậy nên Đức Phật dạy pháp thứ ba cần phải tu tập đức sợ hãi những tính xấu của mình. Vị này có lòng quý, tự sợ hãi vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu ác, bất thiện pháp. Thưa các bạn, tính sợ hãi các lỗi lầm của mình không phải là tính nhút nhát sợ ma, sợ bóng tối, sợ rắn, sợ chuột, sợ sâu, bọ, đĩa, sợ cô đơn, sợ sống nơi thanh vắng một mình, sống nơi nhà mồ, nghĩa địa, vân vân. Tính nhút nhát là một tính xấu cần phải được khắc phục bằng tính gan dạ, can đảm, dũng cảm, không hề sợ hãi trước cảnh vắng vẻ cô đơn nơi rừng sâu nước thẳm, trước mọi loài vật, mọi người hung ác, trước mọi gian nan thử thách. Nhưng tính sợ hãi các lỗi lầm của mình là một đức hạnh tốt, một đức hạnh cần phải được rèn luyện và tu tập để ngày ngày được phát triển đức sợ hãi những lỗi lầm của mình càng to lớn hơn. Nhờ học tập và tu dưỡng đức sợ hãi những lỗi lầm của mình mà mình sẽ trở thành những người thật là con người. Những con người sau này sẽ trở thành những bậc thánh nhân. Bởi vì ngoài con người mà đi tìm thánh nhân thì không bao giờ có. Con người có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh là thánh nhân các bạn ạ. À, các bạn có nhận ra điều này không? Từ khi đặt trọn lòng tin nơi thánh đức minh hạnh của Đức Phật, chúng ta tận lực rèn luyện mình trong hai đức hạnh đầu tiên như trên Phật đã nói. Đức biết xấu hổ và đức biết sợ hãi những lỗi lầm của mình. Nhưng trong cuộc sống, phần nhiều chúng ta còn đang sống trong vô minh, trí tuệ của chúng ta còn u tối mê mờ. Vì thế, làm sao thấy được những lỗi lầm của mình từ trong thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh? Cho nên, bài pháp thứ tư Đức Phật dạy, chúng ta phải học nhiều, nghe nhiều, phải tích tụ những điều thiện đã học và đã nghe được như đoạn kinh dưới đây. Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, được trí suy tư, được chánh kiến thể nhập. Đọc đoạn kinh trên đây, chúng ta thấy rõ ràng những gì cần phải học là chúng ta phải học cho thấu suốt. Vậy muốn cho thấu suốt thì chúng ta phải hiểu nghĩa của đoạn kinh này một cách tường tận. Ngay như câu đầu Đức Phật dạy, vị này là vị đa văn. Thưa các bạn, đa văn nghĩa là gì? Đa văn có nghĩa là trình độ hiểu biết, kiến thức. Trình độ hiểu biết ở đây không phải là trình độ học thức thế gian, học thức kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông, mà là trí thông minh, nghe, hiểu và tiếp nhận nghĩa lý thiền pháp cụ thể rõ ràng. Người có trí tuệ hiểu biết thiền pháp như vậy mới được gọi là đa văn. Khi đã có trí tuệ như vậy thì luôn luôn phải nhớ nghĩ những điều thiện đã được nghe, thường lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu những điều nghe, thấy, hiểu về thiền pháp. Nhờ đó chúng ta mới tích tụ được những điều đã học mà không bao giờ quên.
Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta, nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe. Có học hỏi, có tích tụ được như vậy, thì chúng ta mới thông suốt những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện là như thế nào? Xin các bạn hãy đọc bộ sách Đạo Đức Làm Người, 10 giới Đức Thánh Sa Di, 100 giới Đức Làm Người và bộ Giới Đức Thánh Tăng Ni do Tu Viện Chân Như biên soạn. Thì lúc bấy giờ, các bạn sẽ rõ sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Có hiểu biết những thiện pháp như vậy, thì chúng ta sẽ biết rõ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Nhờ biết rõ ba hành động ác của thân, khẩu, ý, thì chúng ta ngăn và diệt chúng mới dễ dàng, nên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh thì đó là hạnh phúc nhất trần gian. Cho nên câu kinh dạy, có văn nói lên phạm hạnh hoàn toàn, đầy đủ, thanh tịnh. Có sự hiểu biết, thấu suốt tất cả thiện pháp như vậy và biết xấu hổ, sợ hãi trước những lỗi lầm do những ác hành của mình, thì bảo đảm chúng ta sẽ sống một đời sống an vui và hạnh phúc tuyệt vời. Cho nên, ở đây Đức Phật khuyên chúng ta nên những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, được trí suy tư, được chánh kiến thể nhập. Các bạn nên lưu ý cụm từ này, những pháp như vậy. Những pháp như vậy là những pháp gì? Đó là pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Khi rõ những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện rồi, thì phải làm gì nữa? Ở đây Đức Phật dạy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, được trí suy tư, được chánh kiến thể nhập. Lời dạy bảo của Đức Phật, phải nghe cho thật nhiều những pháp thiện này. Khi nghe rồi thì phải thọ trì đọc tụng, có nghĩa là hàng ngày phải luôn luôn đọc đi đọc lại nhiều lần những pháp thiện này, như các thầy đại thừa tụng kinh niệm Phật vậy. Mỗi câu, mỗi lời dạy đều phải được trí suy tư nhiều lần cho thâm nhập được đầy đủ ý nghĩa thiện pháp này, cho đến khi nào gặp các ác pháp đều được chánh kiến thể nhập, thì lúc bấy giờ tâm chúng ta mới bất động trước các ác pháp, bất thiện pháp. Khi đã chánh tri kiến thể nhập vào thiện pháp, thì chúng ta phải siêng năng tinh cần hàng ngày trừ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp. Khi thành tựu các thiện pháp cũng giống như chúng ta đuổi giặc ra khỏi biên cương. Nhưng muốn giữ gìn đất nước thì phải xây dựng và phát triển nền kinh tế cho giàu mạnh, thì đất nước mới thịnh vượng và nhân dân mới an cư lạc nghiệp. Cũng vậy, người tu theo pháp thiện của Phật thì phải siêng năng tinh cần loại trừ các pháp bất thiện. Khi loại trừ các pháp bất thiện thì phải giữ gìn thiện pháp. Muốn giữ gìn thiện pháp thì phải nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Vì thế, câu này Đức Phật dạy rất hay. Không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Chúng tôi xin nêu ra một vài ví dụ để các bạn dễ hiểu nghĩa không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Ví dụ 1, ăn uống ngày một bữa mà từ năm này đến năm khác không bao giờ ăn uống phi thời, đó là không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Ví dụ 2, không ăn thịt chúng sanh, tức là ăn trường chay, dù có bệnh đau đến chết, dù có sự bắt buộc nào, dù có hoàn cảnh như thế nào, nhất định không bao giờ ăn thịt chúng sanh, thì đó là không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Ví dụ 3, người không ngủ nghỉ phi thời, dù cho hoàn cảnh nào cũng nhất định không ngủ nghỉ phi thời, bằng mọi cách cố gắng nỗ lực kiên trì phá vỡ hôn trầm thùy miên vô ký, đó là người không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Ví dụ 4, một người nghiện ngập thuốc lá, rượu, thuốc lào, thuốc phiện, v.v. Họ cố gắng kiên trì nỗ lực để cai nghiện những loại độc dược này và suốt đời không còn uống rượu, hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện nữa. Đó là những người không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Cho nên, lời dạy này có một giá trị rất lớn đối với những người tu theo Phật giáo. Chúng ta phải nhớ lời dạy này mãi mãi.
vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, trừ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Chúng ta khẳng định câu này có một giá trị rất lớn đối với những ai đi tìm con đường thoát khổ. Xét qua lời dạy này, chúng ta nhìn lại chúng trong tu viện chân như thì thấy rất rõ ràng. Trong những ngày đầu mới tới ở trong tu viện chân như thì còn giữ được thiện pháp, nhưng dần dần về sau họ đã từ bỏ gánh nặng thiện pháp, ăn ngủ phi thời, lại thêm phá hạnh độc cư, làm những việc thầm lén tội lỗi mà không thấy. Bởi vậy tu như họ làm sao đạt được cứu cánh rốt ráo? Tu để mà có tu, chứ gánh nặng thiện pháp họ đã từ bỏ rồi. Thưa các bạn, gánh nặng thiện pháp mà Đức Phật dùng ở đây có nghĩa rất là tuyệt vời, phải không hỡi các bạn? Chỉ có 4 từ gánh nặng thiện pháp, vậy mà không có ai gánh nổi, thật là đau lòng cho thời đại mạt pháp này. Tâm đời thì không muốn bỏ mà lại muốn thêm tâm đạo, thật là tham lam vô độ. Như vậy muốn chấn chỉnh lại Phật pháp, chúng tôi còn biết trông cậy vào ai? Trong thời đại của chúng ta, ai là người không bỏ gánh nặng thiện pháp? Thật khó mà tìm những bậc này. Nói thiện pháp thì dễ, bỏ gánh thiện pháp thì dễ, nhưng làm được, gánh được thiện pháp thì không phải là chuyện dễ. Cho nên ai làm được, gánh được thiện pháp đều là những bậc thánh nhân, dù bất cứ ở thời gian nào quá khứ, vị lai và hiện tại. Thưa các bạn, pháp của Phật chỉ là thiện pháp, không có pháp gì huyền bí cao siêu cả, không có thần thông phép thuật gì cả, chỉ có đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh mà thôi. Không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh là giải thoát các bạn ạ. Chứng đạo là ngay ở chỗ đó, chứ đâu cần tìm ở đâu xa. Cực lạc, thiên đàng, niết bàn, phạm thể cũng từ nơi đó. Đây, các bạn hãy nghe lời này của Đức Phật dạy. Vị ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Khi chúng ta không bỏ gánh nặng thiện pháp thì lúc bấy giờ tâm chúng ta có niệm không phóng dật. Bởi vì niệm không phóng dật là niệm toàn thiện. Vì thế Đức Phật dạy, vị ấy có niệm. Chữ niệm ở đây cô đọng quá. Nếu không phải là hành giả tu xong thì không bao giờ hiểu được chữ niệm này. Niệm tức là niệm không phóng dật, như trên chúng tôi đã nói. Khi tâm có niệm không phóng dật thì ngay lúc bấy giờ chúng ta thành tựu niệm tuệ tối thắng, tức là trí nhớ vô cùng tận, không có một điều gì ở quá khứ mà không nhớ. Nên Đức Phật dạy, thành tựu niệm tuệ tối thắng, nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Khi tu tập đến đây thì niệm tuệ tối thắng xuất hiện, thì mới bắt đầu có trí tuệ. Ở đây xin các bạn lưu ý, niệm tuệ tối thắng chưa phải là trí tuệ. Khi chúng ta tu tập, nó sẽ tiếp tục nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Từ sự tu tập đó ta mới có trí tuệ. Nên Đức Phật dạy, vị ấy có trí tuệ. Khi có trí tuệ, ta tiếp tục tu tập rèn luyện để thành tựu trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thành tựu nhập thánh thể, tức là niết bàn, đưa đến đoạn tận khổ đau. Ở đoạn kinh này khiến cho các nhà học giả không thể hiểu được và cũng không thể nào kiến giải và tưởng giải được. Khi giảng đến đoạn kinh này, họ chỉ lý luận lanh quanh. Xin các bạn vui lòng đọc lại đoạn kinh này, rồi chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tu tập thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thánh thể nhập, đưa đến đoạn tận khổ đau. Thành tựu trí tuệ về sanh diệt, câu này nghĩa là gì? Câu này chỉ là một lời nói nhắc nhở chúng ta tu tập có trí tuệ thì phải thành tựu trí tuệ về sống chết, tức là trí tuệ lậu tận minh,
chứ không phải có trí tuệ nhớ lại nhiều đời, nhiều kiếp mà thôi. Muốn thành tựu trí tuệ về sự sống chết thì phải dùng năng lực trạch pháp giác chi mà dẫn trí tuệ về sanh tử, về bát thánh đạo, về nhân quả. Khi thành tựu trí tuệ về sanh tử xong thì tiếp tục dùng trạch pháp giác chi dẫn trí tuệ nhập vào thánh thể Niết Bàn để hoàn toàn đoạn tận khổ đau. Trên đây là phương pháp tu tập để thực hiện trí tuệ tam minh, và đây là phương pháp cuối cùng trong 7 pháp tu tập trong đạo Phật. Cho nên Đức Phật kết luận bài pháp này bằng câu: Này Mahanama, như vậy vị thánh đệ tử thành tựu 7 diệu pháp. Tóm lại, 7 pháp trên đây, nếu chúng ta biết cách tu tập cho đúng thì con đường giải thoát của Phật giáo không còn bí ẩn và không còn khó khăn nữa, phải không hỡi các bạn?